Hơn 90% dân số của Việt Nam có thu nhập là 7 triệu đồng một tháng trong năm 2023. Rất nhiều người trong số này cũng không có tới 1 tỷ để gửi ngân hàng và thậm chí là cả đời chưa nhìn thấy 1 tỷ tiền mặt là như thế nào cả. Nếu các bạn có thể chi tiêu cho cả gia đình với mức chi phí là 200.000 đồng một ngày, bao gồm mọi chi phí từ thuê nhà, ăn uống, cà phê, y tế, bạn sẽ để dành được khoảng 1 triệu đồng một tháng. Không, bạn không chấp nhận cái số phận này, bạn phải thoát nghèo chứ. Và bạn sẽ đi gửi tiền để mà lãi kép sinh lời, gốc cộng lãi phải sinh lời. Và bạn tới ngân hàng SCB gửi tiền với mức lãi suất là 7% một năm. Và tháng nào bạn cũng làm việc chăm chỉ, tiết kiệm và chi tiêu ở mức tối thiểu. Và cuối cùng, finally, bạn đã có trong tay 1 tỷ đồng tiền mặt, 1 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm, thật là tuyệt vời. Nhưng khi đó bạn nhìn lại thì đã 64 năm trôi qua. Mình năm nay 87 tuổi mẹ rồi. Thôi, mình phải sống lại lần nữa làm phương án 2 mới được. Cày vãi. Nhưng hôm nay thôi, để truyền cảm hứng cho chúng ta, có một người có thể làm tốt hơn như vậy rất nhiều. Đây là chị Trương Mỹ Lan, người đã bị cơ quan điều tra khởi tố chiếm đoạt số tiền là 304.000 tỷ đồng. Con số này quá lớn để một người thông thường chúng ta suy nghĩ. Số tiền chiếm đoạt này nếu mà quy đổi ra tiền 500.000 thì nặng là 68 tấn bằng 34 cái xe VinFast Lux. Nếu mà trải dài nối liền với nhau thì nó dài 10.000 km bằng khoảng cách bay từ Hà Nội tới London, nước Anh. Số tiền này còn tương đương với tổng tài sản của 5 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam cộng lại bằng khoảng 13 tỷ đô la. Và cũng số tiền này đã bằng tới 3% GDP của Việt Nam, của một nền kinh tế có quy mô là gần 100 triệu dân, nhưng mà chỉ một cá nhân trong tập đoàn đã có thể thao túng số tiền như vậy. Vậy thì số tiền này ở đâu ra? Số tiền này lấy bằng cách nào? Số tiền này đã đi đâu? Nếu bạn muốn xem chi tiết cách thức như vậy thì đây là video bạn cần xem nhé. Rồi, trước khi bắt đầu hãy nhớ bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Năm 1986, Trương Mỹ Lan, khi đó gọi là Trương Muội, thì đang bán vải ở chợ Bến Thành. Khi đó chị doanh nhân 30 tuổi này đã có đầu óc kinh doanh sắc bén khác thường. Chị cũng yêu anh Chu Lập Cơ là một doanh nhân bất động sản người gốc Hồng Kông. Năm 92, chị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát, hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng khách sạn. Năm 2007 thì công ty này mở rộng và phát triển sang lĩnh vực bất động sản thông qua việc thành lập là công ty tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát và công ty tập đoàn đầu tư An Đông. Sau nhiều năm lập nghiệp thì bà chủ Vạn Thịnh Phát và chồng đã tạo nên các công ty con bao gồm là công ty cổ phần đầu tư Times Square vốn điều lệ 2.000 tỷ, công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula có vốn đăng ký là 18.000 tỷ đồng. Và Vạn Thịnh Phát cùng với các công ty con thì sở hữu cực kỳ nhiều bất động sản danh tiếng, đất vàng, nổi danh, đắc địa ở Sài Gòn như là Union Square, Times Square là tòa nhà 40 tầng có hai mặt tiền Nguyễn Huệ và Đồng Khởi á. Rồi Vạn Thịnh Phát Office Building, khách sạn Duston, rồi rất nhiều dự án chung cư lớn nhỏ, rất nhiều nhà khách sạn Sài Gòn. Nhưng khi mà lấn sân sang bất động sản, lấn sân sang khách sạn là những cái ngành nghề kinh doanh tốn kém, là những ngành nghề kinh doanh có những cái tài sản vô cùng lớn và vô cùng giá trị, thì làm sao để có nhiều vốn, đặc biệt là có vốn rẻ, vốn tốt, vốn dài hạn, ưu đãi nhất ở thị trường. Thì các bạn biết rồi, ở nền kinh tế Việt Nam, kinh doanh bất động sản thì cần vô cùng nhiều vốn. Một dự án bất động sản thông thường chúng ta phải mất ít nhất là 2 đến 3 năm để vận hành thành công, từ khâu bạn xin quy hoạch, làm pháp lý đến khâu mà chúng ta có thể khởi công dự án, bán sản phẩm cho người mua nhà, rồi chúng ta bắt đầu thu tiền theo tiến độ. Đặc biệt nếu chúng ta mà làm khách sạn hay chúng ta làm những căn hộ dịch vụ thì cái thời gian thu tiền nó còn lâu hơn rất là nhiều. Và cái ngành là ngành tốn kém vốn nhất của xã hội. Tính vì vậy thì nhu cầu vốn của Vạn Thịnh Phát, nhu cầu vốn của chị Trương Mỹ Lan lại càng cấp thiết. Và khi đó chị nhìn sang cái nơi cấp vốn cho cả nền kinh tế, cái nguồn vốn, cái ngành nghề xương sống của nền kinh tế, đó là ngân hàng. Ngân hàng hoạt động với bản chất là người kinh doanh vốn. Kinh doanh vốn là gì? Là họ vay tiền từ người dân thông qua tiền gửi, thông qua cái sản phẩm của họ, và dùng cái tiền gửi đó với lãi suất trung bình khoảng 6-7% một năm, họ mang lại cho những người cần vốn, ví dụ như là người dân khác cần vay mua nhà, người dân cần vay mua xe ô tô, rồi doanh nghiệp cần vay để sản xuất, hay là doanh nghiệp cần vay để phát triển dự án bất động sản. Họ huy động với lãi suất 7%, họ cho vay với lãi suất là 9%, 10% và họ ăn cái phần phí chênh lệch trung gian ở giữa là 3-4%. Ví dụ như trên báo cáo của ngân hàng SCB vào quý 2 năm 2022 thì tiền gửi của khách hàng là 594.000 tỷ. Thì họ dùng cái tiền này, họ làm rất là nhiều việc, nhưng phần lớn thì họ mang đi cho vay khách hàng khoảng 384.000 tỷ khác rồi mang đi đầu tư. Đó thì bản chất là họ vay tiền giá rẻ của người dân và mang đi cho vay lại lãi suất cao hơn và mang đi đầu tư để sinh lời và dùng tiền lời tiền gốc đó để trả lại cho người dân khi mà người dân muốn rút tiền cuối kỳ. Nghe thì có vẻ là rất là sướng, rất là dễ, nhưng thực ra kinh doanh ngân hàng không hề dễ, nó rất là khó, bởi vì phần lớn tiền họ kinh doanh là tiền của người dân. Ví dụ vốn 100 đồng thì 95 đồng là thường là của người dân, của các tổ chức khác gửi tiền vào, còn vốn thực tế của ngân hàng chỉ có 5 đồng mà thôi. Cho nên họ phải quản lý số vốn này vô cùng chặt chẽ, như là họ phải đa dạng hóa, đa dạng rủi ro, tránh cho vay một người
tránh cho vay một tập đoàn quá nhiều, một công ty quá nhiều, hay là tránh cho vay một lĩnh vực quá nhiều. Như bạn cho vay một tập đoàn mà tập đoàn đấy có vấn đề gì thì ngân hàng cũng chết toi. Hoặc nếu bạn cho vay một lĩnh vực như là lĩnh vực bất động sản, thì khi bất động sản đi xuống quá nhiều thì bạn cũng chết toi. Nên là chúng ta phải đa dạng hóa trong việc là nhiều khách hàng, đa dạng hóa trong việc là nhiều ngành nghề, đa dạng hóa trong việc là nhiều phân khúc khách hàng từ nhỏ đến to thì ngân hàng mới an toàn. Và cái thứ hai nữa là bạn phải tìm được người vay có khả năng trả nợ. Tức là khi mà ngân hàng cho vay thì họ phải thẩm định phương án vay vốn, phương án đầu tư của khách hàng. Rồi họ phải thẩm định khách hàng, xem khách hàng này có uy tín hay không, có đáng để chúng ta cho vay hay không. Rồi nếu mà họ không trả được nợ thì họ có tài sản gì để ngân hàng đảm bảo cho cái thu hồi vốn gốc và lãi không. Rồi họ phải thẩm định cái tài sản đảm bảo đấy, xem là cái nhà bạn bảo đây, tài nhà của tôi đây, nếu mà tôi không trả được nợ thì anh lấy nhà tôi đi, nhưng cái nhà đó pháp lý đã đủ chưa, có tranh chấp với ai không, để trong trường hợp mà chúng ta không trả được nợ thì họ lấy cái nhà của chúng ta để họ mang đi thanh lý và giả cái tiền đó cho nhà đầu tư gửi tiền. Bạn nào đã từng đi vay ngân hàng thì đều biết điều này, đúng không? Nếu ta là cá nhân đi vay mua nhà thì ngân hàng thẩm định rất là kỹ, và ngân hàng cũng phải tuân theo một quy trình cho vay rất là chặt chẽ từ ngân hàng nhà nước. Khi đó thì chị Trương Mỹ Lan nghĩ rằng sao lại phải đi vay vốn của ngân hàng với một cái quy trình chặt chẽ, phức tạp, công cành như thế? Tại sao phải để thằng ngân hàng nó ăn chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay đến 3-4%? Tại sao mình không làm chủ ngân hàng luôn nhỉ? Và cơ hội đã đến. Cách đây hơn 10 năm, vào khoảng thời gian năm 2010-2012, khi đó nền kinh tế đang rất là vất vả phục hồi từ cuộc đại khủng hoảng tài chính thế giới, và có rất nhiều ngân hàng đang trong tình trạng chật vật với kết quả kinh doanh thì yếu kém và nằm trong diện là kiểm soát tái cơ cấu. Nhiều cổ đông ngân hàng cũng rất là mệt mỏi phải bán ra, và chị Trương Mỹ Lan này đã nhìn ra cơ hội của mình. Chị dùng 32 cổ đông để mua 81% ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn cũ là SCB cũ. Chị dùng 36 cổ đông để mua 98% của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa. Chị dùng 24 cổ đông khác để mua hơn 80% ngân hàng thương mại cổ phần Đệ Nhất. Tại sao phải dùng nhiều cổ đông như thế này? Bởi vì ngân hàng là một lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm. Và đặc biệt là nếu ai mà giữ trên 5% cổ phần của một công ty thì được gọi là cổ đông lớn. Và cổ đông lớn như vậy, mỗi lần mua bán sẽ phải báo cáo với ngân hàng nhà nước, báo cáo với cả ủy ban chứng khoán. Và người chủ kín tiếng đằng sau không muốn việc này. Rất nhiều cổ đông khác, tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước đứng tên phần này. Nhưng những cái cổ đông này đều đứng dưới sự kiểm soát của chị Trương Mỹ Lan. Và sau khi ba ngân hàng này sáp nhập thì đã trở thành ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn như bây giờ là ngân hàng SCB, với anh chủ tịch là Đinh Văn Thành, CEO là Võ Tấn Hoàng Văn. Trong đó thì cái nhóm cổ đông này theo cáo trạng của cơ quan điều tra thì đang nắm tới 91,5% cổ phần với 80 cổ đông. Thì những cổ đông này ở đâu ra? Những cổ đông này là nằm trong cái nhóm số 3, là những công ty vỏ, công ty bình phong, những cái cá nhân mà đứng tên cổ phần SCB, đứng tên cổ phần các công ty trong hệ sinh thái. Những nhóm này được thuê đứng tên với những cái chi phí nhiều ít khác nhau. Có những người được đứng tên với chi phí khoảng 15 triệu đồng rồi 40 triệu đồng một năm. Có những người thì là cán bộ công nhân viên trong tập đoàn nhưng mà đứng tên độc lập. Không chỉ dùng công ty Việt Nam và cá nhân Việt Nam đứng tên, còn có một cái nhóm thứ tư là công ty ở nước ngoài. Những cổ đông nước ngoài cũng dùng những cái pháp nhân này đứng tên ngân hàng SCB để mang tính chất là đa dạng hóa rồi bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, cái nhóm định chế tài chính này, cái nhóm thứ nhất này, nó còn có công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt. Nó còn có công ty cổ phần đầu tư tài chính Việt Vĩnh Phú. Thế thì cái nhóm thứ nhất này, bản chất của nó, nhiệm vụ của nó là gì? Nhiệm vụ của nó là huy động vốn cho tập đoàn, huy động vốn của người dân, huy động vốn của nền kinh tế. Trong đó, ngân hàng thì huy động vốn bằng cách là tiền gửi của người dân. Cứ nâng cao lãi suất tiền gửi lên thì người dân sẽ gửi tiền vào, vì ngân hàng là một lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm, đảm bảo cái sự an toàn tài chính của cả nền kinh tế. Nên là ngân hàng nhà nước thì tuyệt đối sẽ không để đổ vỡ trong việc là gửi tiền. Nên là cứ nâng lãi suất tiền gửi cao hơn ngân hàng khác là người dân sẽ chuyển sang gửi tiền ở đây. Đây là một điều hết sức nguy hiểm. Chứng khoán Tân Việt thì làm gì? Chứng khoán Tân Việt thì sẽ lãnh trách nhiệm là đi huy động vốn của thị trường chứng khoán thông qua là việc bán chứng khoán, thông qua là việc là bán trái phiếu cho nhà đầu tư, tư vấn trái phiếu, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn IPO cho những công ty trong tập đoàn này. Nhưng phần lớn nhất và quan trọng nhất vẫn là bán trái phiếu cho các công ty trong tập đoàn. Công ty cổ phần đầu tư tài chính Việt Vĩnh Phú thì làm những cái deal về tài chính, những cái thương vụ về tài chính và huy động vốn thông qua những sản phẩm khác. Vậy là nhóm 1 đã mang lại cho Trương Mỹ Lan một cái hệ sinh thái vô cùng đặc biệt và có thể huy động vốn vô cùng lớn của người dân. Chỉ riêng ngân hàng SCB thôi thì đã có cái số tiền huy động của người dân khoảng là gần 600.000 tỷ đồng là tiền gửi. Ok, thế thì bây giờ chúng ta đã có rất nhiều tiền trong ngân hàng. Chúng ta đã sáp nhập những ngân hàng này vào, đã nâng lãi suất huy động lên rất cao, nhiều người dân chuyển sang đổ tiền. Nhưng mà ngân hàng là một lĩnh vực kinh doanh được kiểm soát rất là chặt. Làm thế nào để có thể rút tiền ra một cách an toàn mà không bị để ý? Chứ bây giờ lại chủ tịch rút tiền với tổng giám đốc rút tiền thì chết à?
hay là những người cổ đông rút tiền, nội bộ rút tiền thì chết à? Không, không thể làm thế được. Và đấy là lý do ra đời của nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 4. Nhóm 2 là những công ty hoạt động kinh doanh ở Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, lương thực thực phẩm, du lịch vân vân rất nhiều. Ví dụ những công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát này, công ty Sài Gòn Peninsula, công ty đầu tư Vạn Thịnh Phát, công ty An Đông, công ty Times Square vân vân. Rồi công ty Windsor vân vân, rất nhiều công ty có hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, có tài sản trong tay. Nhóm thứ 3 là những công ty chuyên về bình phong. Chúng ta gọi là công ty vỏ. Công ty vỏ này là gì? Là những công ty họ không có hoạt động kinh doanh thật. Họ chỉ dùng để đứng tên các bất động sản, đứng tên các khách sạn dự án để cho khỏi bị chú ý, để khỏi phải báo cáo. Họ dùng để đứng tên các hợp đồng vay vốn, bởi vì một ông vay vốn nhiều quá thì cũng gây chú ý, một ông dư nợ nhiều quá cũng gây chú ý. Rồi họ dùng để đứng tên cổ phần của ngân hàng, đứng tên cổ phần các công ty trong hệ sinh thái để khiến cho các công ty này có vẻ như là rất là khách quan. Một phần quan trọng nữa là họ có thể dùng để chạy doanh thu. Ví dụ một số công ty về lương thực thực phẩm hay một số công ty trong ngành nghề được ưu đãi thì có thể vay vốn của ngân hàng với lãi suất rẻ hơn. Nhưng bạn hình dung bạn vay để đi mua nhà đi thì lãi suất có thể là 10%. Nhưng nếu bạn dùng bạn vay để bạn đi làm kinh doanh gạo hay bạn kinh doanh những ngành nghề được ưu đãi khác thì có thể lãi suất rẻ hơn. Thì những công ty này cũng là những công ty hỗ trợ để chạy doanh thu, để ký hợp đồng kinh doanh với cả tập đoàn và tạo ra những cái báo cáo tài chính đẹp, đủ điều kiện để vay vốn. Và cái nhóm thứ tư là nhóm những công ty ở nước ngoài. Những công ty này thì chuyên quản lý tài sản, ví dụ như thông qua các cái hoạt động phi pháp mà rút được tiền ra, thì để ở Việt Nam đôi khi cũng có những cái rủi ro nhất định, bị những cơ quan điều tra để ý, thì họ chuyển tài sản ra nước ngoài, họ mua những dự án ở nước ngoài, rồi họ dùng những cái cổ tiền ở nước ngoài này có thể đầu tư ngược lại để khiến cho những người khác tưởng rằng đây là cổ đông nước ngoài, đây là những tập đoàn nước ngoài đầu tư vào công ty Việt Nam và nâng cái uy tín của những công ty trong nước lên. Và ở nước ngoài thì họ lập ra cực nhiều công ty ở những cái thiên đường thuế, và thường ở nước ngoài này là do anh Chu Lộc Cơ, là chồng của chị Lan, quản lý. Thì thường là họ sẽ mở những công ty, những cái pháp nhân, những cái tổ chức ở những quần đảo là thiên đường miễn thuế, giữ danh tính của họ rất là tốt, như là British Virgin Island, Cayman, Seychelles, Bahamas, Bermuda, Panama, như một công ty trong hồ sơ Panama có liên quan tới anh Chu Lộc Cơ và liên quan tới ba pháp nhân ở quần đảo British Virgin Island này, thì đã đầu tư vào công ty cổ phần An Phú. Và công ty An Phú này thì chính là công ty bất động sản Phú Vinh, là công ty đã mua Vincom Center A Nguyễn Huệ với giá là 10.000 tỷ đồng, rất là nổi danh ở thị trường bất động sản Việt Nam. Làm thế nào để rút tiền từ một ngân hàng mà ngân hàng đó đang được quản lý bởi những luật pháp vô cùng chặt chẽ của những cái tổ chức tín dụng? Thì ở đây các thủ đoạn được bà Lan và đồng phạm sử dụng bao gồm là tạo lập các khách hàng khống, rồi thuê người đứng tên tài sản, tạo lập hồ sơ vay vốn khống, đưa tài sản đảm bảo đẩy lên, định giá trị cao lên, tạo hồ sơ đúng như quy định để nhằm che giấu, đối phó với các cơ quan thanh tra. Nhóm này chỉ là nhóm số 2 và nhóm số 3. Ông nào ở nhóm số 2 cần vay vốn thì đưa tài sản vào, đẩy giá tài sản đó lên. Nếu mà cần chứng minh doanh thu thì nhóm số 3 sẽ đẩy doanh thu cho ông này, hoặc chính nhóm số 2 chạy doanh thu lòng vòng trong tài sản này. Và nếu mà ông này bị dư nợ xấu rồi thì đưa một ông pháp nhân khác, cá nhân khác trong cái hệ thống số 3, số 4, số 2 này vào để đứng tên hồ sơ vay. Không quan trọng là làm gì, miễn là làm sao để các ông có đủ hồ sơ đáp ứng được quy định của ngân hàng. Và điều đặc biệt ở đây là quy trình giải ngân của ngân hàng SCB, chính vì là Trương Mỹ Lan đã kiểm soát từ trên xuống dưới, đã kiểm soát toàn bộ cổ đông và toàn bộ lãnh đạo của SCB, cho nên quy trình này rất là đặc biệt. Đó là quy trình giải ngân trước, tức là đưa ra tiền trước và hợp thức hóa hồ sơ sau. Ví dụ các khoản vay của Vạn Thịnh Phát thì đều có ký hiệu riêng là HSTT, hay gọi là hội sở tiếp thị. Thì khi thấy hồ sơ có mã HSTT thì ngay lập tức SCB sẽ phê duyệt giải ngân ngay, cho vay ngay, bỏ qua quy trình vay thông thường. Chỉ có điều các khoản vay này đều cực nhanh, là chỉ ký hợp thức hồ sơ thôi, thủ tục cho vay để giải ngân rút tiền ngay. Thì sau đó thì mới thẩm định tài sản đảm bảo, nếu mà thiếu tài sản thì mới cho vào, hay là phương án vay vốn không hiệu quả thì bắt đầu mới làm phương án sau. Nó giống như là bạn có anh trai làm ngân hàng ấy, bạn đến vay tiền, ông anh chuyển khoản vào tài khoản bạn luôn. Thế xong sau bạn dùng tiền để mang đi làm đủ thứ việc rồi, thì hôm sau ông anh mới bảo là: ấy, mày đến mày ký cho anh phương án vay vốn, mày nộp cho anh tài sản đảm bảo, mày làm các thứ khác và ký lùi ngày, thì rất là kinh khủng. Thì với cách này, SCB đã giải ngân ra hơn 2.500 khoản vay, trong đó hơn 1.000 khách hàng cá nhân và 1.400 khách hàng tổ chức, với tổng số tiền là hơn 1 triệu tỷ đồng liên quan đến trách nhiệm của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Thì đến tháng 10 năm 2022, khi mà bắt tạm giam Trương Mỹ Lan, thì còn 875 khách hàng vay hơn 1.000 khoản, tổng dư nợ là 677.000 tỷ đồng. Và đặc biệt là dư nợ gốc của các khoản vay này là chiếm 93% tổng dư nợ gốc của SCB. Tức là ngân hàng cho vay ra ngoài thị trường 100 đồng thì 93 đồng là thuộc tập đoàn, thuộc chính chúng ta. Chúng ta đi huyện vốn của toàn dân và cho vay chính chúng ta. Cho vay 100 đồng thì 93 đồng chúng ta vay hết rồi. Và các dư nợ gốc này đều thuộc nợ nhóm 5, là nợ không có khả năng thu hồi. Đây là nợ là xấu nhất, không còn gì xấu hơn nữa rồi. Thế cũng có những bạn nói rằng là vay nội bộ để có làm sao đâu, đúng không? Miễn là tôi hoạt động đúng luật.
miễn là tôi vay xong tôi có đủ tiền tôi làm ra kinh doanh hiệu quả để tôi trả nợ, đúng không, thì là được. Thì tuy nhiên sự việc thì nó phức tạp hơn như thế nhiều. Trong trường hợp này, đó là cái việc hoạt động kinh doanh của tập đoàn Vạn Thịnh Phát có nhiều dự án cũng bị đình trệ, ví dụ như là dự án mũi đèn đỏ Sài Gòn Peninsula, hay là những cái việc có những nhiều dự án và không trả được nợ, không trả được lãi. Thế trong trường hợp mà chậm trả lãi, chậm trả gốc như vậy thì sao? Không có tiền trả ngân hàng thì sao? Thì SCB mặc kệ, huy động vốn tiếp cho những tập đoàn sân sau tiếp tục hoạt động, hoặc là tiếp tục cho vay khoản mới để dùng tiền mới trả tiền cũ. Có một cái ví dụ đơn giản hóa về việc là thổi giá đầu cơ bất động sản khi mà bạn có cái nguồn vốn không giới hạn như này. Có 4 cái bước. Bước 1 là bạn cho 10 công ty trong tập đoàn đi xin 1.000 ha đất giá rẻ, 10 dự án, 10 ha đất này ví dụ là giá 100 tỷ đi. Sau đó bạn sẽ cho môi giới đi mua 1 ha đất xung quanh, mua 1 ha thôi, nhưng mua xung quanh đó với giá rất cao, gây sốt đất. Nếu mà so với giá đất ban đầu thì có thể tăng tới 100 lần, thì bạn mất 100 tỷ nữa. Bước 3 thì là tài sản 1.000 ha ban đầu của bạn, lúc đó nó bắt đầu bơm thêm hạ tầng, làm thêm quy hoạch, xây dựng một số cái tường rào, tường ven của dự án, quảng cáo thật là đẹp, cho KOL đến mua nhà các kiểu, thì nó tăng lên 100 lần. 10.000 ha ban đầu của bạn mất 100 tỷ, nhưng bây giờ nó tăng lên 10.000 tỷ rồi, bạn lãi cả 100 lần rồi. Thì khi đó bạn mang 10.000 ha kia ra bán dần cho dân, bán được phần nào là lãi phần đấy, còn không bán hết không sao cả, mang 10.000 ha đấy quay lại chính ngân hàng mẹ của mình để thế chấp, để vay vốn ra và dùng tiền đó để làm việc khác, dùng tiền đó lại đi mua đất khác, làm dự án khác. Bạn bán cũng được, bạn không bán cũng được, nhưng quan trọng bây giờ bạn có một mớ tài sản và được định giá cao bởi những cái dự án xung quanh, và tự nhiên tài sản của bạn tăng lên rất là nhiều, bạn lại có thêm công cụ để rút tiền ra của ngân hàng một lần nữa. Và cứ với cái quy trình như vậy, nhóm 1 huy động vốn thông qua tiền gửi, thông qua trái phiếu, và bắt đầu cho nhóm số 2, cho nhóm số 3, cho nhóm số 4 vay vốn, chuyển ra bằng những cái việc hồ sơ khống, bằng doanh thu khống, bằng hồ sơ ma, bằng những hồ sơ thổi phồng giá trị, thì lấy tiền ra. Và bước 4 thì bắt đầu chuyển dần thành tài sản riêng của tập đoàn. Ví dụ như là họ sẽ hoán đổi tài sản, hay là xuất hẳn ra khỏi hệ thống, chuyển tài sản. Thì có rất nhiều tài sản có giá trị lớn theo cáo trạng của cơ quan điều tra, như là tòa nhà Sherwood Residence tại 127 Pasteur, hay tòa nhà 66 Phố Đức Chính, và còn rất nhiều tài sản khác đã chuyển cho các tập đoàn ở nước ngoài. Những cái thiên đường thuế này mà rất khó để thu hồi và rất khó để xác định được. Với cái số tiền bất chính vô cùng lớn được rút từ SCB như trên, thì Trương Mỹ Lan đã phải rất đau đầu để hợp thức hóa nó, để biến cái số tiền bất hợp pháp, biến cái số tiền bẩn này thành tiền thật, thành tiền sạch. Và chị ta làm với một cách rất là truyền thống, đấy là rút tiền mặt ra khỏi các cái tài khoản này và mang đi đưa nó cho người khác, cho những đầu mối chân rết khác. Tại sao lại vậy? Tại vì nếu bạn để trong tài khoản, bạn chuyển tiền cho em bạn, chuyển tiền cho chị bạn, thì thôi, công an đến bắt cả hai, đúng không? Nhưng bây giờ bạn rút tiền mặt ra và bạn bê tiền mặt đấy cho người khác thì chẳng có ai chứng kiến việc đấy cả. Và cái người nhận tiền, người ta bảo tôi có biết đây là tiền gì đâu, cũng chối được. Thì thế là mang tiền mặt đi rất là thành công. Và cái điều này thì lại vô cùng hiệu quả trong nền kinh tế của Việt Nam, khi mà chúng ta chưa có quy định chặt chẽ về việc là kiểm soát thanh toán giao dịch bằng tiền mặt. Thế khi các cái đầu mối này đã có tiền mặt rồi, thì họ dùng tiền đó nộp tiền vào các tài khoản trong các công ty con của Vạn Thịnh Phát, và dùng tiền này như một đồng tiền sạch để mua tài sản khác như là bất động sản, hoặc là gửi tiết kiệm lại, mua chứng khoán, và thậm chí là mua rất nhiều tài sản ở nước ngoài để nhân cách này rút tiền ra nước ngoài. Đây là dòng tiền từ tài khoản ma thông qua sổ tay và lời khai của đồng chí lái xe là Bùi Văn Dũng. Anh ta đã vận chuyển khoảng 108.000 tỷ đồng và khoảng 15 triệu đô la từ SCB về tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Và từ đây thì tiền mặt này lại được chuyển đi rất nhiều nơi. Ví dụ như một công ty bất động sản sân sau là công ty Vivaland đã dùng những cái tiền này để mua khách sạn ở Singapore, khách sạn ở Hồng Kông v.v. với giá cao hơn giá thị trường, thông qua ngân hàng SCB và thanh toán tiền ở bên kia. Thì thông qua cách này, họ đã rút tiền một cách thành công, chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, và tiền này là tiền sạch, tài sản sạch ở nước ngoài. Ví dụ một thương vụ rất nổi tiếng của Vivaland đã bỏ ra 361 triệu đô la để mua tòa nhà văn phòng Robinson Point Tower, và họ còn bỏ ra thêm 173 triệu đô la để mua khách sạn SO Singapore. Và các giới đầu tư bất động sản thời điểm đó đều cho rằng những cái giá này là giá rất là cao so với thị trường chung. Có bạn nói thì thanh tra ở đâu, công lý ở đâu? Thì công lý ở đây này, thì tại thời điểm năm 2017 ấy, tình hình tài chính của SCB khi đấy xấu vãi rồi, âm vốn rất nhiều rồi, nên là thanh tra chính phủ đã có văn bản đề nghị thanh tra giám sát. Thì khi đó có cái đoàn thanh tra liên ngành đã tham gia giám sát SCB. Thế tuy nhiên nhiều đô la quá anh em ạ, nhìn thấy rất nhiều sai phạm, nhìn thấy rất nhiều vấn đề. Và trong khi tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì trên dưới trong ngoài họ đều mạnh, cái gì cũng tốt. Tôi cũng chẳng biết là nếu mà tôi thực sự là người được ký biên bản đấy, người ta đối xử với tôi cực kỳ nồng hậu, còn thế lực của người ta như thế, người ta bảo nhờ, tôi nhờ anh làm mờ biên bản đi, anh dơ cao đánh khẽ thôi, và tôi đưa anh 5 triệu đô,
bằng cái số tiền mà bao nhiêu đời mình làm công chức, thì không biết là tôi có giữ được cái mắt sắc lòng trong hay là biên bản ngay thẳng hay không. Thì anh em ở đây comment đi, nếu ông nào bảo rằng lúc đó có người đưa tôi 5 triệu đô, bảo tôi không làm sai, mà tôi chỉ làm mờ biên bản đi thôi, mà anh em nói là tôi sẵn sàng, tôi mắt sắc lòng trong, tôi ngay thẳng, tôi viết đúng, tôi không nhận tiền, thì comment cho tôi số 1. Còn ông nào lúc đó mà có cái sự dao động giống như tôi bây giờ ấy, anh em bảo là tôi sẽ giơ cao đánh khẽ, thì comment số 0 dưới video này nhé. Và kết quả cuối cùng thì cả đoàn thanh tra này lên đường và những cái sai phạm thì đang được xử lý. Thì những cái việc mà các tập đoàn kinh tế, đặc biệt là tập đoàn bất động sản lũng đoạn và thao túng ngân hàng thì nó không mới ở các nước khác. Ví dụ như là Hàn Quốc thì các chính phủ đã nghiêm ngặt yêu cầu các chaebol là những tập đoàn kinh tế không được sở hữu những công ty tài chính, không được sở hữu ngân hàng. Hay là ở Nhật Bản cũng thế, Keiretsu không được sở hữu những ngân hàng đằng sau. Mặc dù họ có nhiều cách nhưng mà có rất nhiều quy định nghiêm ngặt để khiến cho những cái tập đoàn này không kiểm soát ngân hàng một cách quá lộ liễu, quá trắng trợn như là trường hợp này. Thì mình nghĩ rằng ở Việt Nam đang xảy ra tình trạng như vậy, tức là có rất nhiều tập đoàn bất động sản, rất nhiều tập đoàn kinh tế đang đứng sau lưng những ngân hàng và điều khiển cái nguồn tín dụng của người dân, điều khiển nguồn tín dụng của nền kinh tế chảy vào những công ty của nhà họ và tạo ra quá nhiều bất công trong cái việc là vay vốn và đáp ứng tín dụng. Thì hy vọng rằng chính phủ sẽ đưa ra những cái luật mới, những quy định mới để xử lý việc này trong thời gian tới. Thì cái việc những cái tập đoàn kinh doanh bất động sản họ kiểm soát ngân hàng và họ dùng vốn của người dân, vì bản chất của ngân hàng là dùng vốn của người dân để cho vay những người dân khác, doanh nghiệp khác trong nền kinh tế, để đa dạng hóa sản xuất, để phát triển vốn cho nền kinh tế một cách đa dạng, thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước. Thế nhưng tập đoàn bất động sản, nếu họ sở hữu tập ngân hàng thì họ sẽ ưu ái cho vay các công ty của họ, và nếu họ cho vay công ty của họ thì dẫn đến một việc là thổi giá đất tiếp. Và cứ nếu tiếp tục thổi giá đất và làm giá tài sản tăng nhanh chóng như vậy thì gây ra sự bất ổn cực lớn trong dài hạn cho nền kinh tế. Bạn ví dụ đi, một cái người giáo viên, bạn mất 4 năm học hành, bác sĩ bạn mất 7 năm đi học hành, bạn ra bạn làm nghề rồi thì bạn đại diện cho những cái nghề rất là quan trọng trong xã hội, dạy học, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe cho người dân, nhưng bạn chỉ có lương 4 triệu 7 triệu. Bạn làm bao giờ mới có 100 triệu trong tay. Thế nhưng mà cò đất, những người đi buôn đất buôn dự án không phải suy nghĩ gì, cũng chẳng học hành gì nhiều. Tất nhiên cần có kỹ năng sale đúng không? Nhưng họ bán được một căn nhà, hai căn nhà là kiếm cả 100 triệu. Và cứ làm như thế thì còn ai muốn đi làm giáo viên, còn ai muốn đi làm bác sĩ, còn ai muốn đi làm nghề ngành nghề kinh doanh nữa. Cả xã hội đổ xô đi buôn đất, đổ xô đi buôn chứng khoán. Thế rồi nếu chúng ta mở cơ sở sản xuất kinh doanh, chúng ta mở doanh nghiệp startup, chúng ta khởi nghiệp, bạn rất khó khăn để ra ngân hàng vay 1 tỷ đồng. Thậm chí vay 100 triệu đồng người ta cũng không cho vay, vì bạn không có đất. Vì mô hình kinh doanh lãi suất cao, an toàn cao hơn là bất động sản kia kìa. Hoặc thậm chí là họ đang thiếu vốn cho vay tập đoàn nội bộ của họ còn không có, làm gì có vốn cho bạn vay. Chính vì vậy, những người kinh doanh trong ngành nghề khác về sản xuất, về công nghệ, về dịch vụ thì họ cực kỳ có ít lợi thế. Họ tự hỏi nhau một câu, thế tại sao mình không đi làm bất động sản đi cho rồi, cho nó nhanh giàu, chứ đi làm sản xuất, làm khởi nghiệp vất vả quá. Bạn hình dung đi, nếu bạn không kinh doanh trong ngành bất động sản, nếu bạn không phải là sân sau của ngân hàng, nếu bạn không phải là con em thân thiết với ngân hàng, mà bạn đang làm về công nghệ, bạn đang làm về dịch vụ, bạn đang làm về ngành hàng sản xuất đi, thì chính bạn đang là người bị tước đi cơ hội. Bởi vì đúng ra cái số tiền đấy được luân chuyển một cách hiệu quả, luân chuyển một cách đúng đắn thì bạn cũng có cơ hội vay vốn giá rẻ rồi. Nhưng bởi vì họ đang cho sân sau họ vay quá nhiều, thổi giá bất động sản, nên chính bạn là người bị tước đi cơ hội rất nhiều trong việc là tiếp cận nguồn vốn giá rẻ và phát triển kinh tế. Mà đôi khi bạn biết rồi, nếu chúng ta làm kinh doanh, có những lúc 100 triệu trong tay cũng là rất là quý, chứ không chỉ nói 1 tỷ, đúng không nào? Bây giờ đến ý kiến của bạn, theo bạn làm thế nào để tránh những cái tình trạng tập đoàn bất động sản, những tập đoàn kinh tế đứng sau ngân hàng, kiểm soát ngân hàng và họ điều tiết cái dòng vốn vô cùng quan trọng của người dân của lĩnh vực khác đi vào riêng cho sân sau nhà họ và gây ra cái sự thiệt hại chung cho cả xã hội. Hãy comment dưới video này cho mình biết nhé. Rồi, thế nhá. Xin chào và chúc cả nhà sức khỏe và thành công.